Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội 18 giờ luôn là địa chỉ tin cậy để khán giả chia sẻ và phản ánh những vấn đề bất cập qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 0963 99 1818. Và mới đây, một khán giả có nickname Lê Trung Nguyên từ diễn đàn Ô tô Fan đã gửi tới chương trình một clip hình ảnh một chiếc xe biển xanh đi ngược chiều, lấn làn trong giờ cao điểm. Sự việc này xảy ra trên tuyến đường Phan Huy Chú, Hà Nội. Video đã ghi lại cảnh một chiếc xe mang biển kiểm soát 80A23456 ngang nhiên đi ngược chiều, lấn hoàn toàn vào làn ngược chiều trong giờ cao điểm. Hành vi của tài xế này không chỉ coi thường luật an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng của chính mình cũng như người xung quanh. Đáng lên án hơn, chiếc xe vi phạm là xe công, biển xanh nhưng không gương mẫu mà cố ý vi phạm luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc làm này ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng của các phương tiện giao thông khác. Chủ xe 7 chỗ màu trắng đã kiên quyết không cho phép tài xế xe công vượt ngược chiều. Hành động này của chủ xe trắng biển 30M7692 được đông đảo người dân có mặt khi đó rất ủng hộ.